Thật ra lúc mà Huyền đọc cái phân đoạn đó thì Huyền lo lắm. Em lo mỗi lần mà cái đọc kịch bản mà đến một cái phân đoạn khó là lúc đấy lo kinh khủng luôn ý. Và đã phải tập trước ở nhà là lúc đó là mình sẽ đẩy lên như thế nào, khúc nào là mình sẽ khóc hay là mình sẽ phải, nói chung là mình sẽ phải tư duy là làm thế nào để mình lấy đà được cái cảm xúc đấy. Còn mỗi khi mà đến phân đoạn khó thì Huyền đều xin đạo diễn là cho quay cận trước. Bởi vì mọi người biết không, cái cảm xúc lúc đầu ấy, nó sẽ là cái cảm xúc đầy nhất ý, đong đầy nhất và thật nhất. Thế nên là lúc nào Huyền cũng xin là quay cận trước, đúp 1, đúp 2 thì không phải, thực ra nhé, không phải là ngày nào mình cũng sẽ lấy cảm xúc tốt như ngày nào đâu. Nó có phải tùy tâm trạng, tùy ngày đấy. Thế nên là cái hôm đó thì Huyền cảm thấy cũng may khi mà cái lúc đầu mà mình đẩy cảm xúc một phát là mình lên được luôn, thì cất cái tiếng gọi mẹ một phát là nó gọi là nó ực ở bên trong luôn, nó rất là tràn đầy ở bên trong luôn. Và lúc mà quay xong phân đoạn đấy thì Huyền thở phào và Huyền, tức là Huyền cảm thấy rất là biết ơn vì lúc đấy mình đã lấy được cái cảm xúc thật là tốt lúc đấy. Còn bây giờ nếu mà để bà chia sẻ lại là cách lấy như thế nào, lấy ra sao, làm thế nào để lấy được, thì bản thân Huyền không phải là một người được đào tạo, thế nên là Huyền cũng không biết cách là mình sẽ phải lấy cảm xúc từ đâu hay là mình sẽ phải dùng kỹ thuật như nào. Mà tất cả những cái gì mà Huyền thể hiện là nó là từ bên trong, nó là từ cái cảm nhận và từ cái bên trong của mình để mình bộc phát ra, chứ không phải là mình sẽ phải duy trì cái cảm xúc đấy như thế nào để đến lúc đấy mình diễn như thế được. Với cả có một cái điều rất là tuyệt vời là Huyền được đóng chung với hai bà mẹ gọi là đỉnh của đỉnh luôn ý. Thế nên là những cái phân đoạn hay, những cái phân đoạn cảm xúc mà Huyền có thể đẩy được thì thực sự là vẫn phải biết ơn hai mẹ là U Quý với cả mẹ Minh Hòa đã giúp cho Huyền có thể đẩy cảm xúc lên một cách mãnh liệt đến như thế.